Để có thêm chi phí trang trải cho ngành dầu khí thì Venezuela đã vay thêm 10 tỷ đô la Mỹ từ Trung Quốc. Số tiền này sau đó sẽ được trả lại bằng dầu và nhiên liệu cho Trung Quốc. Theo một quan chức cấp cao của công ty dầu khí quốc gia PDVSA của Venezuela, trong vài tháng tới, Venezuela sẽ nhận được một khoản vay 10 tỷ đô la Mỹ từ Trung Quốc. Trong đó một nửa là một phần của cam kết hợp tác song phương, một nửa là dùng để phát triển ngành dầu khí của Venezuela. Cụ thể, 5 tỷ đô la Mỹ được dành cho các dự án trên phạm vi rộng, với thời hạn thanh toán trong 5 năm thay vì 3 năm như trước đây. Khoản vay sẽ được ký kết ngay trong tháng này và gửi vào kho dự trữ quốc gia vào tháng 4 tới. Ngoài ra, khoản vay 5 tỷ còn lại có thể đi kèm theo các điều kiện sử dụng công ty Trung Quốc trong các kế hoạch thúc đẩy sản xuất tại PDVSA. Số tiền này ít nhiều sẽ mang lại một vài tác động tích cực cho cơ sở tài chính đang bị bóp nghẹt của Venezuela. Bên cạnh đó là khôi phục lòng tin của thị trường trước nền kinh tế đang chao đảo vì lạm phát và giá dầu giảm của quốc gia thành viên OPEC. Cho đến nay, Trung Quốc đã cho Venezuela vay 45 tỷ đô la Mỹ trả bằng dầu và nhiên liệu. Số tiền này được giữ trong quỹ phát triển kinh tế và cơ sở hạ tầng của Venezuela.